Giờ thau chuẩn bị là mình lột hành tím và tỏi nha. Hành tím và tỏi mình đã lột xong. Tỏi 100g, hành tím 50g, ớt 250g. Mình sẽ bắt nước lên luộc ớt. Mình sẽ bỏ một muỗng muối, một muỗng rượu vào nồi nước luộc ớt nha. Giờ ớt mình sẽ bỏ vô, mình sẽ luộc, mình sẽ trộn qua trộn lại cho nó đều và chín đều. Mình sẽ luộc trong vòng 2 phút rồi vớt ra nha. Giờ mình sẽ cắt hành tím mỏng ra rồi mình bỏ vào có xay để mình xay nha. Nó đã nhuyễn rồi, mình bỏ ra cái chén hết. Ớt cũng vậy luôn, mình sẽ cắt từ khúc 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 rồi mình bỏ vô có xay mình xay xay nhuyễn ra. Ớt đã nhuyễn rồi, mình bỏ ra cái tô. Tiếp tục là mình xọn dầu ăn. Dầu ăn 250g. Mình sẽ bắt chảo lên, bỏ tỏi và hành vô mình phi trước. Sau khi tỏi và hành đã vàng rồi, mình sẽ bỏ ớt vào để mình phi chung với tỏi và hành luôn. Mình phi sao mà cho cái nước dầu nó nhìn màu đỏ đỏ, sình sạch là được rồi nha. Tiếp tục mình bỏ hạt cờ no vào, hạt nêm 10g, đường 50g, nước mắm 20g, ngũ vị hương 2g. Vậy là xong, sa tế ớt của mình đã xong. Các bạn thấy có đẹp không? Đỏ chát luôn nè. Nhìn thấy ha, màu đỏ thấy đã không? Giờ mình chờ cho nó nguội và mình bỏ vô hũ. Thế là xong rồi đó.